quá nhỏ bay lạng ghê. Rồi, xin vậy chào mới nhiều quá. Hôm nay qua đất mới. Vậy mới nhiều. Bay khớp cánh đồ nhào lên nhào xuống rồi. Đó bay vô này vậy thôi đúng không? Vậy. Cái sao? Đó, đi. Đây nè, đây nè. Quá trời. Tiếp tục. Gom ghê, chiều gió mát gom gom cái này. Bên này còn xin xe để mát ha. 12 con. Quá trời. Trời ơi. Cho cái sao ta lấy không ta không không có bằng lái dám lên lái không á cho cái bị xe chứ tao mướn cái tài xế đi xe đi mày cho tao xe này mẹ ông cho tôi xe để thả diều rồi lâu đi biển rồi thả diều rồi gỡ mấy cái yên sao ra hết tao là cho luôn nè chết luôn chết luôn á rồi lúc đó đi đi bán đồ nhiều chạy xe con tao nói bán này nó bán đồ nhiều phật nữa quá cặn cặn nó đổ quá nó cười dở nha sao chậu ngày mai chắc tôi mua chiếc của 6 chỗ cho đâu chở đi biển quá bán đồ nhiều mà chắc mua chiếc thì mua 16 chỗ mà mua xe đó đó anh có hỏi mình mà không thay nhiều có chở cát đồ đúng không lâu chở đi cái tàu đồ đi biển Ngọc An rồi biển Hải rồi chạy đủ thứ luôn tôi đi đi biển Long Hải có gió chạy về biển Ngọc An biển Ngọc An có gió chạy về bãi nhà chạy phi đó chạy phải chạy từ đi từ xa từ cảng chạy gió tới đó theo cảng trước đầu chạy Long An giờ em về Long Hải Long Hải không qua Long Hải Long Hải em về bà đi chạy cầm về bãi Alo. Chị tới đâu rồi? Trời. Rồi chị dậy tới ngay cầu Bà Sản chị đứng đó đi em điện cho người đem đồ ra. Rồi. Nghe chị ơi. Lô. Ngọc Dương hả? Ở đâu chị? Gọi không nghe máy thì chị đã lấy rồi sao? À, em để cái rổ đằng sau á chị coi có không? Hay là chị hỏi nếu là anh Hiếu Hoàng về thì cũng chừng á. Ba lần là rõ đằng sau thì mời chị cũng được còn qua bên đó hồi hoài luôn rồi con gì em đang bay em tiện rớt xuống nếu biết không phim hả vừa bay đâu ra đó vậy đó em có nhà không vậy? À, em cái bịch mà công ty Đông Minh 900 mấy gần triệu đó. Anh gửi số người ta qua tí nữa người ta chạy tới ngay cầu Bà Sản em đem ra cho người ta nha. À, vòng đen nãy đó. Giờ đang kiếm cái góc đó để chuốt cặp đây mà kiếm ra. Cái màu này luôn cũng hết luôn. Mét 8 luôn. Đứng dậy. Rồi nguyên bụi luôn hay sao? Bad.
Bốn đuôi là tầm đó đó. Quá trời luôn. Quá đã. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đừng nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Này thả được 12 con bay quá đã luôn. Quá mạnh, quá mạnh thôi.